tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Rất tốt. David Luiz. Chuyền bóng lại. Thierry Henry. Frankie de Jong. N'Golo Kanté. Neymar. Emerson. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Frankie de Jong. Griezmann. Cánh trái kia. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Sút đi. Thủ môn đã bắt được bóng. Sóng gió tạm thời trôi qua. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Pha cắt bóng chính xác của Kanté. Rất trống trải. Emerson. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy kỹ thuật này. Cầu thủ này xử lý bóng rất tốt. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Đó là pha chặn bóng tốt. Drogba. Emerson. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Emerson. De Bruyne. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Neymar. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Tình huống lấy bóng của David Luiz. De Bruyne. Neymar. Henry. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Không có nhiều khoảng trống để tấn công. N'Golo Kanté. Neymar. Tình huống hay. Và đây là cú sút. Vào. Dùng tối đa thời gian cuối cùng hiệp một chắc chắn sẽ là động lực thay đổi trận đấu này. Tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn nghe tiếng còi giả lao hơn bao giờ hết. Tỷ số được mở 1-0. 1-0 là tỷ số gì? Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai.
Quinn. Frankie De Jong. Neymar. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. N'Golo Kanté. Didier Drogba. De Bruyne. Đây rồi. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Sút. Thủ môn đã rất thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Thierry Henry. Griezmann. Henry. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. N'Golo Kanté. De Bruyne. Chuyền sang trái không. N'Golo Kanté. Rất hay. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh, bóng đã ra ngoài sân. Frankie De Jong. Neymar. Phần lớn các đường truyền đang được thực hiện rất tốt. Vâng, những đường truyền rất mượt, như thể họ có mối liên kết và dễ dàng tìm thấy nhau trên sân vậy. Wow. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Didier Drogba. Những đường truyền nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Hãy cùng theo dõi tình này. Quinn. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Frankie De Jong. Đọc đường chính xác và Emerson ghép bóng thành công. Didier Drogba. Mất bóng trong vòng cấm. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Didier Drogba. Vẫn là phạt góc. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Trọng tài đã nổi còi. Và đây là cú sút. Vào.